Đây là nồi cơm gạo lứt đỏ Điện Biên của nhà em Oanh. Đó, một bữa ăn của em sẽ như thế này. Hôm nay thì là không có mix thêm các loại hạt gì cả, mà chỉ có mỗi gạo lứt thôi. Đó, mọi người có thể xem nhé, các chị em mình có thể quan sát này gần một chút nhé. Thì các chị em mình có thể thấy là cái gạo lứt này thì nó rất là dẻo và không hề cứng một chút nào, ăn giống hệt với cả gạo trắng thôi. Nên nếu chị em nào mà mình lo lắng hay mình băn khoăn rằng ăn gạo lứt có dễ ăn không ý, thì em Oanh khẳng định với các chị là nó rất là dễ ăn nhất. Đó, hôm nay thì nấu hơi bị nhiều nước quá nên là hơi bị nhão một chút, nó khô thì nó sẽ ngon hơn một chút này. Đó, mình nấu thì mình có thể nấu bằng cái cách rất là đơn giản, đó là nấu bằng cái nồi Nhật, tức là cái nồi nào, cái nồi cơm điện nào mà nó có chế độ nấu gạo lứt, tức là cái chế độ để nấu gạo lứt, hoặc là mình nấu những cái nồi cơm bình thường. Đó, những cái nồi bình thường như thế này, một nồi như thế này, một nồi sân hao rất là bình thường, một nồi cơm cơ rất bình thường như thế này thì không hề có chế độ nấu gạo lứt nhưng mà nó vẫn rất là dễ nấu nhá. Mọi người nấu như cơm trắng bình thường, nấu như cơm trắng bình thường thôi ạ. Đó, cho các chị em xem cái hạt gạo của nó nhé. Hôm nay em Oanh nấu hơi nhão. Đó, ở nhà mình mua gạo thì inbox cho em nhé, hoặc là liên hệ theo số là 0916 209 467. Gạo nhà em là gạo chuẩn hữu cơ của Điện Biên nhé, nên là nó sẽ không cứng đâu, mọi người yên tâm cho em nha. Đó, đây là gạo mẻ mới nhà mình mới về, mời mọi người xem nhé. Đấy, từng hạt gạo như thế này. Đấy, chị em nào đã ăn gạo nhà mình rồi thì sẽ biết là nó rất là dễ ăn, nên là mọi người chưa ăn bao giờ yên tâm nhá. Mỗi một bữa thì mình ăn một cái bát như này thôi. Đấy, một cái bát đông gạo như này, mình ăn một bát như này thôi là đủ này, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không cần ăn nhiều nhá, bởi vì cái gạo lứt ấy thì nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thế là khi mình ăn ý, thì mình không phải ăn nhiều đâu ạ, ăn một bát thôi là đủ dinh dưỡng rồi nha, mà sẽ giúp chị em mình giảm cân rất là tốt này, đẹp dáng đẹp da và đủ chất dinh dưỡng. Đấy, gạo lứt này là gạo lứt đỏ của Điện Biên nha, chuẩn Điện Biên luôn, và nuôi theo cái và cấy theo phương pháp mà hữu cơ, nên mọi người yên tâm là không có chất hóa học hay là thuốc sâu gì nhá. Ngay cả bản thân em Oanh cũng ăn sử dụng cái gạo này. Ok, cảm ơn mọi người nhiều.